Hello, chào các bác. Đây, máy chiếu Epson W28. Dòng máy chiếu trong tầm giá từ 5 triệu đến 6 triệu. Các bác có thể dùng xem phim gia đình. Đó. Mang đi dã ngoại rồi. Các bác có thể hát karaoke. Con máy này còn để chiếu được trong môi trường nhiều ánh sáng. Đó. Máy là máy Nhật nội địa nha các bác nha. Đây, cho các bác xem cái cổng trình chiếu của máy này. Đó, có HDMI, VGA này, đây đầy đủ nhá. Đó, máy hàng hàng Nhật nội địa. Đây, đó, có MHL. Đấy, dòng máy này là dòng máy HD cộng, độ sáng của nó là 3000 lumen. Đây hình ảnh thực tế đây cho các bác xem. Đấy, giờ chiếu nhá. Các bác có thể xem giờ trình chiếu của máy này. Đây. Đó, 434 giờ thường và Eco 82 giờ. Đó. Bên Nhật người ta dùng ít lắm nên là người ta không dùng như Việt Nam đâu. Ít là người ta đã bỏ rồi. Đấy, máy còn nguyên bản, chưa sửa chữa hay là thay thế cái gì cả. Đấy. Đấy, máy trong tầm giá 5 đến 6 triệu các bác mua con này về chiếu phim gia đình xem quá ngon. Đây em quay cho các bác một đoạn về karaoke cho các bác xem nhá. Và các bác về hát karaoke gia đình này thay thế cho tivi luôn được nhá. Đó, nó màn hình chiếu của nó là chiếu lên 120 inch là các bác có thể chiếu được. Đó, còn chiếu to hơn nữa thì nó sẽ không được đẹp. Các bác có thể để xa máy ra nó sẽ to hơn nữa 150 inch. Nhưng mà con này chỉ chiếu 100 đến 120 là đẹp. Đó. Đấy, hình ảnh màu sắc của Epson thì tuyệt vời rồi, không thể chê được. Đấy. Đây em sẽ cho các bác một cái video test về màu sắc cho các bác nhìn này. Đây là cái video test về màu sắc nhá các bác nhá. Đây em sẽ cho nó chạy này. Đấy các bác nhìn này, rất là đẹp luôn. Đấy chú chim màu đỏ tươi rực rỡ luôn nhá, chứ không phải là đỏ nó lờ lờ như kiểu cái dòng máy chạy DOB đâu, nó sẽ màu nhạt nhạt này, còn đỏ sẫm luôn. Đấy, màu sắc của dòng máy Epson thì các bác không thể chê được. Đấy, đi kẹp 28. Đó. Rồi, bác nào ưng con máy này thì liên hệ với em nhá. Giá chỉ hơn 5 triệu thôi. Đấy, các bác xem video thì nhớ đăng ký kênh để đón xem nhiều video mới nhất của em nhá. Cảm ơn tất cả các bác. Chào các bác.